Thưa đại chúng, sắp sửa kết thúc năm cũ, chúng ta hãy cùng nhau chắp tay niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện cho tất cả chúng ta cũng như thân nhân của chúng ta được tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc, tất cả mọi sở nguyện sở cầu của mình đều được thành tựu trong năm mới này, và những gì không lành, không may mắn sẽ được buông bỏ ở trong khoảng cuối năm này. Và chúng ta hãy nhất tâm chắp tay cùng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Trí tuệ bừng lên đó biển tài đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cám lộ chữa lành cơn khổ bệnh hào quang quét sạch bụi nguy tai. Liệu biết Phật bày muôn thế giới sen hồng nở hé vàng lâu đài. Cuối đầu ca ngợi dân hương thành xin nguyện từ bi ứng hiền ngay. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối Chủ nhật ngày 22 tháng 19. Trong lần Phật sự này ở tại miền Nam California, sau những buổi pháp thoại từ ngày thứ năm đến bây giờ, và đây là buổi giảng cuối cùng tại tỉnh Thất Hiền Như thuộc thành phố El Monte, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Đại chúng tối nay có khỏe không? Chúc tất cả quý vị được bình an. Pháp Hòa rất là hoan hỷ mà cũng rất là thương những vị mà giờ này trời tối lạnh mà quý vị vẫn dành bao nhiêu cái tình cảm, bao nhiêu cái thiện tâm nghe pháp của mình để trở về tỉnh Thất Hiền Như tối hôm nay. Hiện giờ ở đây trong chánh điện này không còn chỗ ngồi, ở ngoài sân chen chân mà đứng, cũng đứng đông đầy hết cả ngoài sân, thật là thương quá chừng. Chúc cho quý vị đứng khỏe. Thưa đại chúng, ở đây có một câu tiếng A tối hôm nay là Pháp Hòa về thăm đại chúng, và theo chương trình thì thay vì Pháp Hòa chọn một đề tài thì mình sẽ quyết định là mình trả lời một số câu hỏi của quý Phật tử để trực tiếp những cái gì mà quý vị cần muốn biết trong sự tu tập cũng như là trong khi mình tìm hiểu về đạo Phật. Kính thưa đại chúng, trong Phật giáo đó, Đức Phật nói là chúng sanh mình á có bốn thứ khổ về sinh lý. Đó là sống khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ. Và trong cái khổ nó chia làm ba: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Thế nào là khổ khổ? Nói nhỏ người ta không nghe là khổ. Cầm một cái microphone đã khổ, mà cầm tới hai microphone kêu khổ khổ.
Khổ khổ là làm sao? Có thân rồi mà còn mang bệnh. Đã cố gắng làm việc này cực nhọc lại không được người cảm thông. Đó gọi là khổ khổ. Cái khổ này nó chồng cái khổ kia. Ví dụ như bệnh là khổ, tìm không ra thuốc. Bệnh là khổ mà uống thuốc không hết. Bệnh là khổ mà không gặp được thầy hay thuốc giỏi. Thương một người đã khổ mà bị người đó hành cũng khổ luôn. Mình cố gắng mình làm đẹp lòng họ, mình làm cho họ vui, nhưng họ vẫn không vui với mình. Bản thân mình vừa phải lo cho gia đình, vừa phải làm hài lòng người kia, khổ quá. Thì cái đó gọi là khổ khổ. Hành khổ là cái việc này nó liên tục tới việc khác, nó không ngừng. Nói theo thế gian là gì? Họa vô đơn chí. Hoại khổ, cố gắng thật nhiều nhưng cuối cùng không giữ được. Quý vị để ý trong cuộc sống này, có những thứ mình muốn giữ lâu lắm chứ, nhưng mà giữ không có được. Ví dụ sức khỏe mình, muốn khỏe dữ lắm nhưng mà càng ngày nó càng yếu đi. Mình thương người đó lắm, mình muốn nắm người đó lại, nhưng mà người đó vẫn cứ muốn kéo tay mình ra. Vì người đó đã có thuyền, có bến, hay người đó đã có hướng đi khác, người đó thay đổi cái tình thương với mình, vân vân. Khổ, hoại khổ nghĩa là cái đó mình không nắm được, nó phải tan rã theo thời gian, theo năm tháng. Cho nên nói về cái khổ, nó có ba thứ: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Thân thì có sống, có già, có bệnh, có chết. Còn nói về khổ mà tâm lý, cầu muốn không được khổ, thương yêu xa lìa khổ, muốn ra đằng trước đây ngồi không có chỗ. Nghe đồn giảng 7 giờ, 1 giờ tôi tới rồi. Vẫn không có chỗ. Vẫn bị lấn ra sân. Thương muốn mà phải không được gặp là khổ. Nhưng mà ghét quá trời quá đất mà cứ phải gặp hoài cũng khổ. Thương muốn mà xa lìa, cầu muốn không được khổ, thương mà phải xa là khổ. Thù ghét mà gặp gỡ khổ. Và cuối cùng thì sự thịnh suy của thân thể, gọi là xí thạnh, đều khổ. Cho nên khi mà chúng ta tu tập theo Phật á, là trước hết chúng ta nhận được cái bản chất của cuộc đời này là khổ. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cuộc đời này chỉ có khổ mà không có vui. Nhưng mà đa phần chúng ta sống bị cái khổ nó dìm mình nhiều hơn là vui. Ví dụ có những lúc mình vui mình mau quên, nhưng mà thí dụ thôi, ai nói một câu vui gì mình ít có nhớ lâu. Nhưng mà nếu lỡ người đó nói một câu sốc mình á, là mình nhớ hoài không quên. Là tại vì cái tâm của chúng sanh, mặc dù cuộc đời nó có vui nó có khổ, nhưng mà mình hình như là ít quan tâm cái niềm vui, mà cứ ngắm vào cái khổ. Cho nên á, vừa thấy đó nhảy xuống, mà nhảy xuống rồi thì chìm mình ở dưới đó. Cho nên cái người tu á, là cái người muốn nhảy từ dưới nước nhảy lên bờ, chứ không muốn làm cái người từ trên bờ nhảy xuống nước. Còn nếu mình đã là người đang ở trong nước thì phải tìm cách nhảy lên bờ. Và nếu như chưa lên được thì ít nhất cũng phải tìm chỗ bơi để đi vào cái chỗ cạn, để mình cảm thấy thoải mái hơn. Cho nên tu là một sự tích cực.
Thật ra mà nếu mà ngồi lại mà chúng ta ngồi lại mà chúng ta nói khổ với nhau đó, chị nói khổ chị trước đi, tôi nghe rồi lát tôi kể khổ của tôi cho chị nghe. Hình như mà ráp lại là giống nhau hết, khổ giống nhau hết. Tại sao? Vì chúng ta đều là những con người, đều là những chúng sanh. Ví dụ như bây giờ quý vị gặp Pháp Hòa, quý vị nói thầy ơi con khổ quá. Không lẽ Pháp Hòa nói vai tôi cô hãy dựa đầu, cho tôi nghe nặng trái sầu rụng rơi. Thật sự ra thì nếu muốn ngồi than khổ, Pháp Hòa cũng có khổ để than. Nhưng mà tại vì mình tu thì mình biết chuyển hóa những cái niềm đau nỗi khổ của mình. Chứ còn đã là con người sống trong cuộc đời này thì chúng ta không khổ cái này thì khổ cái khác. Nếu mà sống chung với nhau, không chia tay mà sống chung với nhau mà hành khổ nhau hoài cũng khổ. Mà có nhiều khi nó trời ơi bỏ không bỏ cho rồi cho tôi biết. Vòng vòng vậy hoài tôi khổ quá. Rồi có người thì bị bỏ rồi cái nói trời sao. Sở dĩ Pháp Hòa nói vậy là tại vì trong này có mấy câu hỏi liên quan tới cái chuyện đó. Và chúng ta một bề là cái gì chúng ta có chúng ta cũng muốn giữ, nhưng mà thủy chung cuộc đời này dù có vui cỡ nào giữ cũng không được lâu. Ví dụ như đại chúng thương Pháp Hòa, Pháp Hòa đã về đây nhiều lần nhưng mà lần nào quý vị cũng tới rất là đông. Mặc dù thời tiết có lạnh, đường có xa, nhưng quý vị đã thể hiện cái tình thương quý vị bằng tất cả. Đó, nhiều đó thôi là quý vị cũng thấy rằng tại sao mình thương thầy, mình vượt được cả tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, có những vị từ San Diego lái xe từ sáng lên đây. Mình thương rồi là mình làm được hết. Và mình làm được tất cả những cái xa xôi mà mình nghĩ mình không làm được. Thế thì cuộc sống này cũng nên làm như thế. Việc gì nó đến rồi chúng ta cũng phải vượt qua. Nếu không thì mình sẽ dừng chân tại chỗ và không làm được gì nữa hết. Mà cuộc đời này không phải chỉ có một cái đó. Hồi nãy có một cô, cổ từ sân phân cổ lái xuống, cổ vô cổ thăm Pháp Hòa xong cổ nói con muốn ở lại lắm, nhưng mà thôi con nghe thầy trên YouTube cũng được, để con nhường một chỗ. Thưa đại chúng là tất cả mọi thứ có những cái mình làm được. Ví dụ như cắm bình hoa này, nhìn nếu mà không biết làm mình nhìn thấy rất là khó. Nhưng mà cái người mà mới vừa, người nào cắm được bình này thì trước kia họ cũng đã chịu khó lắm, cũng phải hư hao như thế nào mới cắm được một bình hoa đẹp như thế này. Thì không có cái gì dù có khó mà chúng ta không vượt được nếu chúng ta cố gắng. Có những thứ tình cảm nó hạnh phúc cho đến cuối cùng, nhưng thủy chung thì sao? Cũng phải buông tỏ thôi. Vì cuộc đời này mình không nắm được cái gì mãi mãi. Cho nên cái mà chúng ta có thể thực tập được đó là chúng ta biết chấp nhận cái gì đến và cái gì đi. Vì không có cái gì mà đến mãi mà không về. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa tới đây, sáng mai Pháp Hòa phải về. Rồi giờ mình để làm hạnh phúc cho nhau, làm vui nhau, mình ngâm thơ. Ta chữa xa nhau, đã nhớ nhau. Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Xa nhau chi để cho nhau nhớ, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Có nhiều khi mình cũng phải an ủi vậy. Tóc mai sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng mới nhớ hoài nghìn năm. Không? Thành thử ra thôi thì tất cả cái gì trong cuộc đời này, dù vui hay buồn, dù thiện hay ác, nó cũng phải đi theo cái định luật của vô thường. Chúng ta không giữ được cái gì. Mà chúng ta học Phật là chúng ta phát triển được cái chữ giác, giác ngộ đó. Chữ giác là tỉnh, chữ ngộ là nhận. Giác là mình tỉnh thức, ngộ là mình nhận ra, cho nên gọi là giác ngộ. Ví dụ như mình gặp cái chị đó, mình nói ô chị, là giác đó.
Dạ chị khỏe không? Cái câu hỏi tiếp, bác Năm có khỏe không, là má của chị khỏe không, ba của chị khỏe không? Mình nhận ra được chị đó là ai, cho nên mình mới hỏi luôn cả bà con quyến thuộc của họ. Cho nên trong cuộc đời này á, mình tỉnh thức một vấn đề là giác. Ví dụ như khổ quá, giác cuộc đời có khổ có vui, giờ ngộ nè, phải không? Cái gì đủ duyên nó còn, hết duyên nó rã. Bất cứ cái gì, dù là tình cảm, dù là sức khỏe, dù là vạn pháp trên cuộc đời này, nó có mặt là do duyên, nó tan rã cũng do duyên mà, duyên hết. Cho nên giác là nhận ra, giác là mình tỉnh thức, ngộ là mình nhận ra, cho nên gọi là giác ngộ. Ví dụ như Đức Phật là người giác ngộ. Giác ngộ là người sao? Nhận ra cuộc đời này là khổ, hiểu được đời là một biển khổ, cho nên và nhận ra từng cái khổ đó. Vì vậy cho nên mới tìm con đường vượt khổ. Mà con người mà vượt khổ là con người thành đạo, đắc quả. Không ai mà đắc quả từ cái hạnh phúc sung sướng cả, từ cái khổ đau mà chúng ta vươn lên. Con kính xin thầy giải thích. Theo Khổng Tử, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Theo thuyết Phật giáo, mỗi người đều có Phật tánh. Vậy theo hai câu trên, con nghĩ con người từ thở sơ khai mới bắt đầu có loài người, ai trong người bản tính cũng thuần khiết. Vậy tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân từ đâu mà có để tất cả phải bị luân hồi chịu khổ cho đến nay và mãi mãi về sau? Quý vị nghe câu hỏi kịp không? Nếu nói rằng ai cũng có tánh thiện, ai cũng có Phật tánh, vậy tham sân si từ đâu ra? Thưa đại chúng, cái câu nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, đó là mình nói đến cái tánh thiện thôi. Và mình muốn hướng dẫn cho người ta hướng về cái thiện để phát thôi. Chứ còn mình biết được bản chất ngoài cái tánh thiện, con người vẫn có tánh, tánh thông thiện. Nhưng mà biết mình nói cái đó, vì ở đây là cái phương diện tích cực, muốn chỉ cho con người thấy cái tốt, cái thiện để con người phát triển. Mà sở dĩ mà đã chỉ vậy mà còn không triển nổi nữa. Và bởi vì con người thường á, tất cả đều có chủng tử của tham sân si. Mà do đâu mà cái tham sân si, cái hạt giống nó lớn mạnh? Là vì hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh, vì con người xung quanh. Ví dụ mình có cái chủng tử tham, nhưng mà xung quanh mình không có gì để ăn cắp hết, thì không có phương tiện để mình ăn cắp. Và đồng thời nếu không có cái gì để cho mình ăn cắp, thì mình sẽ suy nghĩ cách thức ăn cắp. Mà vì không có vật để ăn cắp thì sẽ không có suy nghĩ cách ăn cắp. Mà hai cái này không có thì nghiệp ăn cắp không có, thì cái chủng tử ăn cắp được tắt. Cho nên tại sao, thí dụ bây giờ một người xuất gia, tại sao phải vô chùa ở, phải cạo đầu? Anh cũng có cái chủng tử khoái đẹp, cho nên bây giờ anh chấp nhận đi tu thì trước hết phải cạo cái đầu để giảm cái đẹp, để anh bớt bận rộn. Thế mà anh còn cái tóc là sáng anh bận à, sáng anh phải bận rộn với cây lược nè, anh phải bận rộn với loại shampoo nào để gội mà không rụng tóc nè, phải không? Và anh phải bận rộn với một cái chất gì, nhuộm nào, kiểu nào, màu nào cho nó đẹp nè. 3 tháng anh kiểu này mà 4 tháng anh kiểu kia, là hễ anh còn tóc là anh còn những chi tiết hệ lụy bởi cái tóc, chưa nói món khác. Cho nên nếu anh chấp nhận đi tu thì tóc phải cạo, sống một cuộc đời mặc ăn mặc như thế như thế, để ở trong chùa để chi? Để cái hoàn cảnh trong chùa nó không làm cho những cái tâm khác triển khác triển. Ví dụ bây giờ một người mà đang buồn khổ về mặt tình cảm, mà coi phim tình cảm, nghe những bài tình buồn thì buồn nó tăng, bởi vì nó có hoàn cảnh, nó làm cho cái nỗi khổ niềm đau đó tăng trưởng. Thì cái người mà người ta
đang buồn khổ là người ta không không nên nghe cái đó, mà đa số là cứ đi theo cái thuận chiều đó. Thưa đại chúng, cái đó gọi là cái diều duyên, biết không? Nếu mình đang buồn mà nghe những bài nhạc buồn, cái đó gọi là tăng thượng duyên, làm cho cái duyên buồn nó tăng trưởng. Và cái đó là thuận duyên của cái buồn. Ví dụ như mình đang buồn về một cái chuyện tình cảm, thất tình gì đó, mà cứ mở hoài mấy cái bản nhạc một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu thì mình sẽ khổ. Cho nên mình khổ cái nào mà mình nghe cái đó là nó tăng cái đó, thì Phật giáo gọi là tăng thượng duyên. Và cái đó cũng là thuận duyên để nó khổ tiếp. Cho nên khi người ta nói nhân chi sơ tánh bổn thiện là để xác định, là để khuyến khích. Người ta nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh để phát triển cái đó, mà không nói cái tánh kia. Pháp Hòa ví dụ như con mình, không bao giờ mình nói mày ha là cái thằng ác ôn, mày tánh mày rất là xấu. Không nói cái đó với con. Con, má biết con rất là giỏi, con học rất là hay, con rất là thông minh, con ráng học đi, má ủng hộ con. Mình phải nói cái điều tích cực trong đứa, trong con người đó, để họ phát triển cái đó. Còn nếu mình cứ tưới hoài cái chủng tử kia, nó có chứ. Thí dụ mình nói mày đó, mày không biết mày ăn cái gì, mày ngu quá trời, mày thấy thằng nhỏ kế bên không? Thì nó cũng sẽ giận chất xám, nó nói má gì con ăn nấy. Bà sợ, nó nói má ăn cái gì con ăn cái nấy. Mà ai biểu mình nói mày không biết mày ăn cái gì mà mày ngu quá. Quý vị hiểu và nói không? Thành thử ra nói cái đó là để cho con người tưới cái thiện, chứ không thể mà tưới cái xấu. Thí dụ một cái chú tiểu chú tu, một thời gian sau chú chuyển tâm chú không tu, thì người thầy cũng phải tìm mọi cách tưới lại. Trời ơi, con mình đi tu từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình ra uổng lắm. Mà thậm chí còn phải ngồi nói chuyện, làm mọi cách để giữ người đó lại, và tưới tẩm những hình ảnh đẹp của một thời làm chú tiểu ở chùa. Để làm gì? Để giữ chân cái người tu đó. Cho nên thưa đại chúng, trong con người ta đều có hai thứ: tham sân si, mạn nghi, ác kiến, vân vân. Nhưng chúng ta cố gắng không tưới cái hạt giống bất thiện đó, mà chúng ta luôn luôn nói cái điều thiện để cho chúng ta phát triển cái thiện căn. Điều thứ hai, con người chúng ta nếu tối ngày cứ nghĩ tới tiêu cực thì mình, cái bệnh mình khó chữa, nếu lỡ có bệnh. Và thậm chí đang khỏe mà cũng bị vì cái tiêu cực đó nó làm cho mình bệnh thêm. Thí dụ một cái người bệnh ít, nhưng mà tối ngày không làm gì hết, cứ ngồi, trời ơi đau quá, trời ơi đau quá, chết đâu chết khuất cho rồi, trời ơi đau quá. Thì đau ít, nhưng mà nó thành đau nhiều là tại vì rên riết nó cũng mệt chứ. Thành thử nãy đau chân, giờ đau luôn cái cổ họng. Rồi mấy đứa nhỏ nó nghe hoài câu trời ơi đau quá, bắt đầu nó đau đầu. Quý vị thấy không? Thành ra mình quan trọng là mình phải tích cực. Thí dụ mình nói tôi bệnh, nhưng mà tôi còn rất may mắn, tôi bệnh ở nước Mỹ, không, có bác sĩ chữa trị rất là đàng hoàng, có y tá đồ rất là chăm sóc tốt. Mình phải phát triển cái tích cực ở trong người mình. Và thậm chí mình ở xứ này mà bệnh mà vô bệnh viện mà chết đó, là thật là hết số đó. Chứ còn số nào họ cũng cố gắng họ chữa hết. Họ không có give up, họ không có bỏ cuộc. Thậm chí họ hỏi mình luôn, giờ cái trường hợp người đó là không vậy đó, nhưng mà gia đình vẫn muốn keep going không? Mà gia đình nói yes là bác sĩ không làm gì hết. Tức là họ vẫn theo cái tôn ý của mình. Cho nên thưa đại chúng, sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa đại chúng vậy đó. Pháp Hòa kể câu chuyện nè, đã từng kể nhưng mà đây một cái ví dụ. Thì có một ông cư sĩ đó, ông vô chùa, ông mới nói dạ bạch hòa thượng, con xin hòa thượng cho con đi xuất gia. Thế thì ông hòa thượng mới nói ở đời trong chùa tu cực lắm à, thức khuya dậy sớm rồi này kia vậy đó. Cái bữa nọ đâu tháng trường luôn, cứ 4 giờ sáng thấy ông lọt tọt vô chùa ông tụng kinh.
Thì hòa thượng hỏi ông có sẵn sàng chưa đi tu? Nói dạ bà thượng yên tâm, con bây giờ là sân si phiền não gì lắng hết rồi, tham đắm gì con bỏ hết rồi, yên tâm con ready đi tu. Cái bữa sáng nọ cái ông vừa lân tân vô tới cửa, cái hòa thượng đọc bài thơ. Hòa thượng nói sáng nay tu hành tinh tấn, đi chùa lễ Phật công phu, không biết ổng có hay là ổng đang im ru sợ bà vợ ở nhà ngoại tình. Trời ơi, ông giận là ông chửi hòa thượng trận. Cái hòa thượng nói rồi, tôi biết ông tôi tới đâu rồi đó. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai thì cũng ông cư sĩ, ông vô ông nói hòa thượng, bạch hòa thượng, lúc này con tu giỏi lắm hòa thượng, con thế này thế kia, lúc này con ngồi thiền bao lâu, con tụng kinh bao lâu. Cái hòa thượng nói, mô Phật, như vậy ông không phải là con người. Tôi không thấy là con người, tôi là con gì? Đây hòa thượng đây, thì ông là ông Phật. Cái ông sùi lờ, ông nói sao ông nói sớm. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, thông thường khi mình bị người ta nói một câu vậy, mình nghĩ mình làm sao? Mình nghĩ cao hay mình nghĩ thấp? Đa số là nghĩ thấp. Ông không phải là con người thì lập tức nghĩ, không lẽ tôi con chó con mèo? Mà tâm ông hòa thượng đó, nếu ông đã tu được tới mức đó thì ông là ông Phật chứ đâu phải là con người. Thưa đại chúng, và nói như vậy để xác định cái vấn đề là chúng ta có thiện nhưng chúng ta ít có sống với tánh thiện. Chúng ta có rất nhiều điều tích cực nhưng ít sống bằng cái đó. Có một lần có một đạo hữu hát cái bài này, có một cái bài thơ. Bài thơ là căn dặn hay sao mà đại ý cái bài thơ vậy nè. Xin hứa với tôi hôm nay, dù con người có móc mật môi gan em, dù con người có tàn bạo, có dẫm đạp lên em như dẫm đạp lên con dung con dế, nhưng em phải hứa với tôi, kẻ thù ta không phải là con người. Thì cái ý của cái bài thơ đó là gì? Con người không có là kẻ thù của mình, mà con người mình có kẻ thù là của tham sân si. Sở dĩ con người sống ác với nhau là bởi vì con người sống bằng ganh tị, lấy cái tâm ganh tị mà đối xử chốt trước bản. Cái pháp ác nó lấn trong tâm, trong con người. Cho nên mình không có giết người ác. Nếu muốn giết là giết cái pháp ác. Vì cái pháp ác nó còn thì nó sẽ ảnh hưởng, effect, nó ảnh hưởng con người. Cho nên bài thơ nói, xin hứa với tôi hôm nay, dù con người có móc mật em, đầy ải em vào gian lao tủi nhục, dù con người có dẫm đạp lên em như là dẫm đạp lên con dung con dế, nhưng em phải hứa với tôi, kẻ thù ta không phải là con người. Thì ý muốn nói, thì có một vị đọc cái chỗ đó chưa hiểu, nói thầy ơi sao cái bài này nói nặng quá vậy, nó chửi người ta không phải quỷ sứ gì sao? Nó không phải, tại đạo hữu chưa thấm được cái câu kẻ con người không phải là kẻ thù của mình, chứ không phải là mắng mỏ ai, anh không phải là con người. Cho nên hòa thượng nói, ô như vậy ông không phải là con người, thì mình lập tức nghĩ cái thấp liền, không lẽ nào. Nhưng mà ý của ngài nói ông là ông Phật. Quý vị thấy được điều đó ha. Cho nên mình có hết cái điều, bởi vậy cho nên á, chúng ta tu theo đạo Phật á, không phải là chúng ta đi vào một tôn giáo bái lại một đấng thượng đế tối cao nào như Đức Phật để mà van xin. Điều đó có, nhưng nó ở chỉ lãnh vực cầu nguyện an tâm cho mình. Cái cốt yếu, cái cốt lõi của đạo Phật là tất cả những người đệ tử Phật phải nhận ra được cái yếu chỉ của đạo Phật muốn nói với mình là gì. Nhận ra cái pháp để chúng ta tu. Chúng ta đi vào đạo Phật để tìm một phương pháp chúng ta sống. Cái gì hư thì chúng ta sửa, cái gì chưa làm được thì ráng làm cho được. Tình cảm mình có bị hư hao vì chúng ta sống chúng ta thiếu hiểu nhau, chúng ta làm khổ nhau bằng lời nói, bằng hành động, thì bây giờ học lại, học cái cách sửa cái cách nói, sửa cái hành động để tăng trưởng cái hạnh phúc cho nhau. Mình có một cái món hàng gì á, trước khi xài là phải biết sử dụng.
chứ không ai mà thí dụ mình mua cái máy vì không biết kêu con tới con này tắt làm sao, này mở làm sao, này bấm làm sao, thí dụ vậy đó. Cho nên không có một cái gì mình có mà cứ đem ra xài mà không hề biết nó sử dụng như thế nào. Cũng như thế, chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta tìm một phương pháp để chúng ta sống lành, sống thiện, sống tốt. Cũng như là quý vị đi tìm những bác sĩ để học hỏi về những cái sức khỏe thường thức để bảo hộ cho sức khỏe mình trong đời sống hàng ngày. Thế thôi. Cho nên đạo Phật là vậy đó. Chứ đạo Phật không phải là mình chỉ đến, mình quy y, mình có pháp danh, rồi mình làm cái bàn thờ mỗi ngày mình cầu nguyện. Điều đó có, Pháp Hoa không có bác. Nhưng quý vị nên như cái đó là mình một phần để giúp tăng trưởng cái năng lượng tu tập thời khóa để giữ cái sự siêng năng. Nhưng mà cái chính yếu là chúng ta học được cái pháp tu tập. Cho nên học cái pháp tu tập là biết hướng tâm mình về cái cảnh lành. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy, nếu mà mình nói ồ ở Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật Di Đà tiếp dẫn, nghe vậy cái mình hướng tâm mình cõi thiện, mà muốn về đó cái phải chuyển hóa những cái phiền não của mình để được về đó, có điều kiện để về đó. Con về nhà mới có thờ Tam Bảo và thờ ông bà cha mẹ chồng và thờ cha ruột của con, mà con tự cúng và cầu xin có được không thầy? Dạ được. Mình ở nhà mình tự lập bàn thờ, tự để bàn ông bà lên, rồi mỗi ngày tự tụng kinh, tự cúng, cái đó không sao hết. Tại vì nhà mình cũng là một đạo tràng. Nhà mình cũng là đạo tràng, nơi nào có sự tu tập thì nơi đó là đạo tràng. Các vong linh thiếu tháng khi cúng con cầu xin và xưng hô như thế nào? Thì mình đối với cái người kia thôi. Ví dụ như bây giờ người cái vong đó là cha thì mình gọi bằng cha, là mình xưng con. Còn nếu cái vong linh như cái câu hỏi là những vong linh thiếu tháng là con của mình, thì nếu là con của mình thì mình gọi là con, mình xưng là mẹ. Cái đó là qua cái hình thức tưởng nhớ chứ không phải có một cái bài bản gì. Nhưng mà đa số người còn sống á, người nào mà quy y Tam Bảo rồi thì chúng ta gọi là hương linh. Hương linh đó là để mình thầy những vị ở bên ngoài gọi. Ví dụ như mình nói hôm nay là ngày giỗ của ba, con nhớ đến ba, con làm mâm cơm để con tưởng niệm, mời ba về thọ dụng và chứng minh lòng hiếu thảo của con. Nhưng mà khi mình xoay qua bàn Phật thì mình nói là hôm nay là giỗ của ba con, hương linh Nguyễn Văn gì đó, thí dụ vậy. Cho nên đối với người lớn thì chúng ta gọi là hương linh, còn đối với các em nhỏ mà nó mất chúng ta gọi là thanh linh. Thanh linh là một linh hồn còn trong sáng, trẻ. Con phát tâm trì chú Đại Bi mỗi ngày 21 biến và bạch y thần chú mỗi ngày 5 biến đã gần 3 năm rồi, mà con niệm nhỏ với tấm lòng thành của con. Vì con lớn tuổi rồi, niệm lớn thì mệt. Và bất kỳ nơi nào thanh tịnh có được không thầy? Dạ được. Tại vì mình niệm theo sức khỏe của mình thì niệm lâu thì Phật linh. Còn niệm mà không được, niệm lớn quá bệnh nó sẽ tụng hoài Phật không linh. Mình tu quý vị nhớ hôm nào quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói về phương pháp niệm Phật, thì Pháp Hòa có chia sẻ là cái cách niệm Phật nó cũng giống như cách mình tụng kinh trì chú. Tùy theo sức khỏe, niệm lớn, niệm thầm, niệm quán tưởng, cách nào cũng được. Mà mình phải biết tùy cơ mình niệm. Ví dụ như thường ngày mình tụng lớn, nhưng mà lúc buổi ở nhà mình mà cái giờ đó không phải giờ ngủ của người ta. Ví dụ giờ mình tụng kinh mà lớn tiếng mà 12 giờ khuya rồi tụng sao ta ngủ, phải không? Phật còn phiền. Khoai là bây giờ mình đi vô trong bệnh viện, mình niệm Phật cầu nguyện cho người thân thì phải niệm nhỏ nhỏ, niệm vừa chừng, thậm chí tưởng niệm và mấp máy thôi cái người bệnh kế bên nữa. Và cái giờ cái những cái xung quanh ở bệnh viện đâu phải là nơi chốn để mình làm ồn dù làm lời tụng kinh, cho nên mình phải biết uyển chuyển như vậy. Ai có hỏi một câu hỏi về
phạm tội đồng lõa với hung thủ. Một lát nữa Pháp Hòa gặp riêng nha. Kính thưa thầy, lần thứ tư con có duyên lành gặp lại thầy tại tỉnh Thất Hiền Như. Thầy đã gầy đi. Có biết đó là một quá trình không? Thầy đã gầy đi, nhưng diện mạo lời nói của thầy vẫn ấm áp truyền cảm, giúp Phật tử chúng con luôn tìm đến thầy để nghe những bài pháp thật bổ ích cho cuộc sống của chúng con. Thầy vẫn giảng cuộc sống là vô thường, nhưng tại sao, vì sao trời Phật nhiệm màu, quyền năng mà lại để thế gian này những người hiền lành, đạo đức, sống phải lại quá vãng sớm, còn những người điêu hoa, hung dữ lại sống yên vui lâu dài. Như chồng con, một người chồng, một người cha sống rất vẹn toàn với gia đình, dòng họ, nhưng tại sao cũng đi quá sớm. Nhiều lúc con nuôi chồng tại phòng hồi sức tích cực, con thầm buồn trời Phật sao không thương gia đình con. Con không biết trời Phật nhiệm màu có để cho con tin như con đã từng tin tưởng bấy lâu nay. Con đã khóc, khóc thật nhiều khi chồng con ra đi và không biết mình đặt niềm tin vào nơi nào. Con buồn lắm thầy ạ. À, khi đọc được cái lời này á thì chúng ta rất là thông cảm. Nhưng mà bởi vì mình đã đặt để Đức Phật ở một cái vị trí khác, cho nên khi mình không được như ý thì mình lại thất vọng với Phật. Đức Phật đã từng xác định tôi chỉ là một người thầy chứ không phải là một ông thần. Nếu mình đến với đạo Phật bằng con đường tin tưởng vào sự quyền năng của Đức Phật thì Đức Phật không làm được. Nhưng nếu chúng ta đến với Đức Phật bằng lời dạy của Ngài để giúp cho mình vượt cái khổ, bây giờ cho dù vị Phật tử này buông Phật hay là giữ Phật, thủy chung cuộc đời vô thường, biến đổi vẫn đến như thế. Nhưng mà bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng hễ người nào hiền phải sống lâu. Thưa đại chúng, Phật có hiền không? Nhưng mà tuổi thọ Phật cũng có 80 thôi. Rồi quý vị nhìn vào nhan hồi có 30 tuổi, nhìn vào những bậc tôn đức mà đã làm biết bao nhiêu việc cho đời, cho đạo, tuổi thọ có 40, tuổi thọ có 20 mấy. Cái vấn đề không phải là chúng ta sống dài hay sống ngắn, mà vấn đề là trong thời gian sống chúng ta đã sống như thế nào. Chứ còn dài ngắn thì không biết được, và nó tùy vào cái duyên phước của mỗi người. Chưa chắc chúng ta ở lại đây mà chúng ta hạnh phúc à. Tại nhiều khi cái người đi sớm vậy mà nghiệp ta nhẹ, ta khỏe, ta đi rồi ta khỏi lo. Thật ra cái điều đó cũng không nói được đâu. Do cái nhìn của chúng ta thôi, do chúng ta cảm nhận thôi. Cho nên Pháp Hòa thông cảm, đại chúng cũng thông cảm cho tâm trạng của cô. Nhưng cô nên hướng Phật bằng một cái pháp, cái giáo pháp là Đức Phật cho mình giáo pháp để chúng ta vượt khổ, để thấu được cái đạo lý của đời, chứ không phải là Đức Phật cho mình những cái quyền năng. Nếu mà Đức Phật á, giữ người hiền mà phạt người hung dữ thì Đức Phật là thần, phải không? Đức Phật là một ông thần mà Đức Phật không phải là thần. Mà nếu mà có quyền năng như vậy á thì mình sẽ đến với Ngài lúc nào cũng có một sự trao đổi. Đây, con cúng Ngài một nải chuối, Ngài cho con trúng số 100. Tức là mình lúc nào mà không để ý, mà không khéo là quý vị để ý coi, hình như là phần lớn đôi lúc mình tới với Phật có điều kiện hết á. Phật cho con mà qua được cái khổ kỳ này, con in 100 cuốn kinh, con cúng dường, con ăn chay tháng, con bố thí gì đó. Tức là không khéo là mình đến với Phật đều có một cái điều kiện hết. Nào, nhưng mà Đức Phật không có cho mình được cái đó. Mà Đức Phật có là cho cái gì?
Còn nếu mà nó Đức Phật linh hiển mà ban cái gì cho mình đó, cái đó một phần thôi, cái phần chính là cái phước của mình, cái phước của mình. Bây giờ ví dụ cái người đó người ta không có, người ta không có khỏe, mình cho người ta biết bao nhiêu thức ăn bổ dưỡng họ cũng đâu ăn được, tại vì cơ thể họ không tiếp xúc được cái đó. Thì người có phước cũng thế, người mà khỏe mạnh thì ăn gì cũng được, người không khỏe thì không gì ăn được, người có phước thì sao cũng được, mà người không có phước thì nhiều khi có phước cũng tùy phần nữa, được cái phước này mà mất phần phước khác. Ví dụ như mình được phước ở nước Mỹ nhưng mà bù lại không có phước sống bệnh tật tối ngày. Rồi có nhiều khi mình không có phước ở sức khỏe nhưng mà bệnh có phương pháp. Nó thành thử là phước nó cũng đa dạng lắm. Ông thầy khai thị ba câu: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Câu thứ hai: không nghĩ thiện không nghĩ ác bản lai diện mục. Câu thứ ba là tịch tỉnh. À, cái câu hỏi là có đồng nghĩa không? Thưa đại chúng, cũng là đồng nghĩa. Trước hết, câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, câu này xuất phát từ Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang có câu này, cái nghĩa là mình nên sanh một cái tâm. Tâm này là tâm không có chỗ nào để mình bám trụ. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta làm bất cứ việc gì, tâm mình đừng trụ cảnh, trụ người, trụ việc gì hết. Thì tâm sống được như vậy á, thì cái tâm mình lúc nào cũng tĩnh lặng mà không có bị khó khăn. Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như hôm nay Pháp Hòa đến đây, vì cơ duyên Pháp Hòa được có sức khỏe, có thời gian và tỉnh thất hiền như cũng đầy đủ phương tiện, phối hợp cả ba, chúng ta tổ chức một cái buổi này cộng với quý vị. Sau buổi giảng này quý vị về, Pháp Hòa về nghỉ, mai sáng bay về Canada. Có tụ, có cười vui, có bắt tay, có chụp hình, có hỏi thầy nhớ con không có hết. Nhưng mà sau cái buổi này rồi thì tất cả chúng ta trở về cái vị trí của mình mà không cần bám trụ gì hết. Lần khác Pháp Hòa trở lại, quý vị nghe tin, quý vị có thời gian, quý vị trở lại. Tại vì có thể lần sau quý vị bận rộn, quý vị không đến được. Cho nên trong cuộc sống này, nếu mình làm gì cho ai mà mình cũng trụ cái tâm mình vô đó, đó nhỏ đâu đâu tôi giúp đó. Anh chàng này xưa tôi phụ nè, cái tâm mình chừng 5 lần là chật cứng à. Vì tâm mình không có trụ bám một cái gì hết, việc gì mình thấy mình có khả năng mình làm được, mình giúp là mình giúp. Ví dụ bây giờ người đó xin mình giúp mà mình không có khả năng, mặc dù rất muốn giúp mà không có khả năng thì cũng đâu có giúp được, phải không? Cho nên rất là may nè, gặp lúc người đó cần, ngay lúc mình có thể chia sẻ là cứ chia sẻ. Và người sống được với cái tâm không trụ bám ở đâu thì người đó luôn luôn tâm lúc nào cũng tĩnh lặng. Pháp Hòa ví dụ á, con người mình á, sở dĩ mà mình dễ hay quên hay là lẫn lộn á, tại vì cuộc sống mình quá nhiều thứ để mình phải nhớ, phải chọn. Nội quần áo thôi và nội giày dép thôi thì quý vị đã thấy quá chừng thứ để mà mình phải bận tâm. Trước khi ăn bữa tiệc là cũng mất 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Phải chọn cái đồ nào nó đi với cái đôi giày nào, vân vân. Kim Cang nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là nên sanh một cái tâm mà không trụ bám vào đâu. Cái câu thứ hai: không nghĩ thiện không nghĩ ác bản lai diện mục. Cái câu này là ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Thì khi vị đó được hỏi không nghĩ thiện không nghĩ ác thế nào là bản, ngang đó vị đó tỉnh. Bản lai là nếu mà nói theo chữ á, diện là mặt,
Một là mắt. Mắt mặt xưa nay của mình. Nhưng mà thường ta ít nói vậy, ta nói là mặt mũi xưa nay của mình. Là tĩnh lặng, không hề có một chút thương ghét gì hết. Phong Hòa ví dụ vậy nè. Đây là mặt mũi xưa nay nè. Này gọi là quy y Tam Bảo, cầm ba cây nhang. Ví dụ vậy nào, khi nào mình vui á là cái nét mặt mình nó vui, khi nào mình buồn á là cái nét mặt mình nó buồn. Nhưng mà cái vui và cái buồn này là hai cái lâu lâu hay là thường nhật của mình? Thường nhật của mình là mặt sao? Bình thường. Bình thường, thí dụ mình ở nhà mình là bình thường. Cái bình thường này nó cái mới là cái thường của mình. Còn lâu lâu mình được gì đó mới vui lên cái, rồi lâu lâu mình gặp cái gì mình nóng ấy mình mới bực bội. Cái buồn và cái vui là hai cái diện mạo của bất thường. Còn cái bình thường của mình nhất là bình thường. Hiểu ý không? Vậy thì mặt mũi xưa nay của mình là không thiện mà không ác. Thí dụ bây giờ mình cũng là cái cô đó đó, mình gặp mình thương lắm, cái mình giúp. Chơi đâu được 3 tháng phát hiện người này tham quá, cái bắt đầu khiều à, tôi nghỉ rồi. Trời ơi, thấy mặt sáng láng chú tham lắm nghe. Tức là mình cũng 3 tháng trước mình thương, 3 tháng sau mình không thương. Vậy thì mình có chỗ trụ rồi đó. 3 tháng trước trụ thương, 3 tháng sau trụ ghét, phải không? Mà cuộc đời này nếu mà mình không thương không ghét là mình sẽ nhẹ hơn. Nghĩa không phải là mình thờ ơ, nhưng mà tôi bình thường thôi. Thí dụ chị cần tôi giúp là tôi giúp, chị không cần là tôi xong. Tôi không cần phải đặt để là chị rất là dễ thương. Mà thường mình có cái khuynh hướng là ai mà dễ thương là bằng quảng cáo. Có biết nhỏ đó không? Trời tội nghiệp lắm. Thế này thế kia mà tới hồi mình không ưa rồi. Có biết nó không? Trời ơi, ghê lắm. Tức là cũng mình hết á. Cũng mình hết á. Cho nên cái mặt mũi xưa nay của mình không phải cái đó. Mặt mũi thế trước khi mình quen với người đó, mình gặp họ là mình bình thường. Mình bình thường, nhưng mà khi mình quen người đó, mình hiểu người đó rồi là một là mình thương, hai là mình ghét. Thành ra cái này là bất thường nè. Vậy thì không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thế nào là bản lai diện mục của mình? Nghĩa là tâm anh không khởi, dù vui hay buồn. Bản lai diện mục của anh, mặt mũi xưa nay của anh, nói cách khác là tâm tánh của anh là ở trạng thái bình thường. Và cái bình thường mới chính là cái chúng ta cần có. Còn cái bình, nhưng mà chúng ta thường sống với bất thường, chứ phi thường ít lắm. Ví dụ như người ta chửi mình mà mình vẫn nhịn được mới là phi thường. Còn người ta chưa chửi là đã chửi trước rồi. người ta chưa có đối với mình xấu là mình đã xấu trước rồi. Vì tại sao biết không? Ra tay trước vẫn hay hơn. Cho nên có nhiều người á, họ nói con không bao giờ chịu lỗ đâu, thà con đá nó trước. Thưa đại chúng, cái tâm của chúng ta nó ở ba trạng thái. Một là vui, hai là buồn, ba là trung bình. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói không thiện không ác, bản lai diện mục xưa nay, cái cuộc sống bình thường của mình nó mới là thường của mình. Cũng giống như mình ăn cơm nhé, mỗi ngày ăn cơm bình thường đó là thường. Còn cuối tuần mới có những món đặc biệt, hay là khi có tiệc mới có những cái món đặc biệt. Còn tất cả những ngày thường của chúng ta là những bữa cơm bình thường. Mà chính cái bình thường nó mới là cái thường của mình. Và cái gì thường thì cái đó mới lâu dài, mặc dù nó vẫn vô thường. Nhưng mà còn cái mà vui giống như chiều hôm nay mình gặp nhau, ngắn lắm, 2 tiếng 3 tiếng là đã xong. Cái này cũng là vô thường. Quý vị hiểu ý không? Cái thứ ba là tịch tỉnh. Chữ tịch á là vắng lặng, chữ tỉnh á là sáng suốt. Vắng lặng mà sáng suốt chứ không phải vắng lặng mà mê mờ.
Ví dụ như tối mình tắt đèn, mình ngồi thiền, thấy mình ngồi tĩnh lặng nhưng mà tâm trí rất sáng, tâm khởi lên gì biết nấy. Ví dụ đang ngồi thiền gì, tĩnh lặng, không ai thấy, không ai biết, nhưng đang ngồi vậy thì trong tâm nó khởi lên: ngày mai đi chợ nhớ mua hành. Thế thì mình mới nhắc mình nói giờ này là ngồi thở chứ không có hành gì nữa hết, trở lại hơi thở. Tỉnh là mình biết tâm mình khởi cái gì, mình biết. Tịch là vắng lặng, tỉnh là biết. Cho nên các thầy á, người tu mà chúng ta đến cái chỗ viên tịch là rất cần. Tịch là vắng lặng, mà viên là viên mãn, nghĩa là sự vắng lặng viên mãn. Người nào mà sống với vắng lặng viên mãn là người đó có niết bàn. Chữ niết bàn là gì? Là khi nào tâm mình vắng bặt hết tất cả mọi cái phiền não khổ đau. Tiếng Anh gọi là tiếng Phạn là Nirvana. Chữ N là No, N-I-R, N là No, Vana là Negatives. Khi nào tâm mình No Negatives, cái đó gọi là Nirvana. Vậy thì Niết Bàn là chữ phiên âm từ Nirvana, nghĩa là tâm không có bị dao động. Vậy thì Niết Bàn là trạng thái của tâm, cho nên gọi là tịch tỉnh hay là viên tịch. Và vì vậy chúng ta đã dùng cái chữ đó để gọi quý tôn đức khi các ngài qua đời. Các ngài nói hòa thượng đó đã viên tịch vào lúc 5 giờ ngày mấy đó. Riết cái mình nghe chữ đó mình sợ, mình nói trời chữ này chết chết đó. Không phải, viên tịch là một quá trình tu mà tu cao à, tĩnh lặng á. Nhưng mà bây giờ cái chữ chết đối với các bậc tôn đức nó bình thường quá, thì chúng ta lại gọi cái từ trong Phật Pháp là vị này bây giờ đã đi vào chỗ vắng lặng toàn vẹn, gọi là viên tịch. Bây giờ Tết nhất mình gặp nhau mà nói đầu năm mới con chúc bác suốt năm viên tịch. Tốt chứ có sao đâu. Nghĩa là chúc bác tâm lúc nào cũng tĩnh lặng, không bị bôn ba bất cứ chữ. Mình nghe chữ đó mình sợ quá. Ê, có chút lộn không? Viên tịch là một trạng thái của Phật, rất là Phật. Nhưng mà tại vì mình bị những cái chữ đó, ví dụ như một số người ta đi vô nhà hoàng á, đi phúng điếu người thân bạn bè gì mà vô nhà hoàng cái nghe mở máy niệm Phật á: Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ đưa máy đâu dám lấy. Thôi, ghê quá. Mỗi lần con mở máy để lên nó ám ảnh. Tội nghiệp Phật. Chúng sanh mình dễ lắm, dễ nhiễm lắm phải không? Cho nên á, cái đó cũng nghĩ một chiều rồi đó. Ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thưa Thầy, chánh niệm là như thế nào? Con không hiểu. Chánh là chân chánh, là ngay thẳng. Niệm là nhớ nghĩ. Mình làm việc gì, mình nhớ nghĩ đến việc đó, mình biết rõ việc đó gọi là chánh niệm. Ví dụ như mình ăn, mình biết rõ món ăn này là món gì và mình có thể ăn được bao nhiêu, gọi là chánh niệm ăn uống. Ăn cái gì biết mình ăn cái đó. Có nhiều vị nói: ồ nói vậy á khỏe, con uống rượu. Cái con nói con chánh niệm uống rượu. Đây là XOX, con biết đây là XOX, vậy là chánh niệm rồi. Cái đó cũng đúng. Nhưng mà nếu mà chánh niệm sâu hơn nữa là con uống rượu, con biết con uống rượu, mà chánh niệm có đưa con xa hơn để thấy rằng rượu này có giữ cho mình sức khỏe không. Nếu mình chánh niệm rõ là mình biết rằng đây là độc tố, thì mình đã biết gọi nó là độc tố thì mình phải biết nó tàn hoại thân thể mình cỡ nào, là chánh niệm. Ví dụ như quý vị ngồi thiền á, cái lưng mình nó đau, chánh niệm biết rất rõ là lưng đau. Cái chân mình nó tê, mình biết rõ là chân tê, thì mình nhẹ nhàng mình đổi cái cách ngồi để làm cho cái chân mình nó dễ chịu, nhưng biết rất rõ chân đang tê và tôi đang chuyển cách. Để giúp cho cái chánh niệm đó, mình có bài kệ đổi khi tê chân.
Khi tê chân á, có bài kệ đổi đổi tê đổi chân nè: khổ thọ và lạc thọ. Khổ thọ là thọ thọ nhận cái khổ là đau chân đó, lạc thọ là thoải mái. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Ôi, nó chẳng giống như những đám mây trời vậy thôi. Nó đau rồi chút nó hết, phải không? Vậy thì nhớ, khổ và lạc chẳng qua là những trạng thái của vô thường. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Hơi thở là dây neo thuyền về nơi bến cũ. Quan trọng nhất, trong khi mình đổi cách ngồi mà hơi thở mình vẫn duy trì liên tục, chánh niệm liên tục. Hơi thở là sợi dây cột tâm mình, không để mất mình. Đau chân biết đau chân, đổi cách ngồi biết đổi cách ngồi, mà tôi không hề mất chánh niệm. Chánh niệm là biết rõ. Thí dụ như mình lái xe buồn ngủ, phải biết mình buồn ngủ. Lái xe phải nhìn đồng hồ, hình như mình đang over speed để mình thắng lại. Tức là khi mình lái xe, cho nên nó có cái bài kệ trước khi đề máy xe, để chìa khóa vô đọc kệ, kệ đề máy xe: trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Cầm cái remote control lên trước khi coi tivi, đọc bài kệ coi tivi: tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mình có quyền chọn tất cả những channel, những đài để mình xem, thì chúng ta cũng có quyền chọn cái gì tích cực để chúng ta tiếp xúc mà không để tâm mình phiền não khổ đau. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Chánh niệm là vậy đó. Ngủ mơ hay thấy đi lạc đường, có lúc đi con đường sáng rộng, có lúc đi vào con đường tối. Vậy là sao thầy? Bữa nay đi vô tới mơ. Hiện tại nói chưa xong sao nói tới mơ. Khi nào mình lạc đường là mình quẹo vô wrong exit. Thưa đại chúng, nằm mơ nó có 5 trạng thái, 5 lý do để mình nằm mơ. 1 là do quá khứ, 2 là do hiện tại mình sống mình hay suy nghĩ vấn đề đó, 3 là thiện thần nhắc nhở, 4 là các quỷ thần phá quấy mình, 5 là sinh lý không bình thường. Thì khi mà chúng ta ngủ, thỉnh thoảng chúng ta thấy những giấc mơ lạ, thì có những giấc mơ đó cũng giống như là một sự nhắc nhở. Ví dụ như mình thấy là có khi mình đi lạc đường, có khi mình đi đúng đường, có khi mình ở đường sáng, có khi đường tối, thì cũng giống như cuộc sống của mình vậy thôi. Có khi tâm mình rất tĩnh lặng và sáng biết và sống rất chánh niệm, và có những lúc mình sống rất mê lầm. Đó là một sự nhắc nhở, ví dụ mình đừng bàn chi xa xôi. Mình thấy giấc chiêm bao vậy, mình đặt câu hỏi là nó cũng giống như cuộc sống của chúng ta vậy. Thế thì chúng ta không bị muốn lẫn lộn trong cuộc sống mình, thì mình cố gắng mình tạo cho mình những cái cách đi, những con đường đi cho nó đúng đắn. Khi con bệnh nan y không thể cứu chữa, con muốn kết thúc cuộc sống thì có phạm tội hủy hoại, làm trái lời Phật dạy không? Và khi con của con thực hiện một ý nguyện của con thì con có bị tội không? Bệnh thì ai cũng bệnh, nhưng mà không vì bệnh mà mình hủy thân. Cho nên bác đừng có suy nghĩ tích tiêu cực như vậy. Tất cả chúng ta ở đây không người nào mà không có cái ngày cuối đó. Cho nên là nếu mà ai cũng nghĩ như mình thì coi như là mình cuộc sống này nó không có một cái gì mà để chúng ta cảm thấy cần phải làm gì. Bây giờ trước khi mình chết, cái quan trọng là chúng ta đã sống như thế nào. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu á: người sống trăm năm không thấy đạo, không bằng người sống một ngày mà thấy đạo. Chữ đạo này không phải đạo Phật, chữ đạo này chính là chân lý để sống. Thấy được lẽ thật là thấy đạo.
Cho nên người sống một ngày mà thấy được đạo lý, thấy được lẽ thật thì người đó vẫn vui. Vì vậy mà hồi xưa có vị mới nói đó, buổi sáng mà nghe đạo lý, buổi chiều chết cũng vui. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui. Và cái đạo này chính là đạo lý, chân lý để chúng ta sống. Con có ý nguyện khi chết sẽ hiến xác, sau đó thiêu và rải tro xuống sông. Con không muốn con cháu làm bàn thờ không cúng. Con không muốn con cháu gánh nặng, vậy có ngược đạo lý không ạ? Cái này mình tùy theo hai cái nhìn. Nếu nói đúng chân lý là vậy đó, chết rồi là thiêu là rải xong, là khỏi cúng quái gì hết, khỏi thờ phượng gì hết, là chân lý đó. Nhưng mà cái đó ở cái mặt lý tánh, lý tuyệt đối. Còn chúng ta vẫn sống trong vòng đối đãi của thế gian. Nếu chúng ta nghĩ rằng sau khi mình chết, mình dẹp hết thì cũng tốt thôi, khỏi con cái phải lo. Nhưng bù lại, con cháu không còn đi theo cái truyền thống xưa giờ của tổ tiên là để trở về, để có một cái hướng trở về, để cắm rễ vào gia đình. Cái bàn thờ đó không phải mình ngồi đó, mình không ngồi đó. Cái bàn thờ đó là một biểu tượng, một hướng để cho các con hướng về. Nếu không có bàn thờ đó nó không hướng nữa. Cho nên nếu mình nghĩ rằng mình đi rồi nhưng mình muốn để lại cái gì đẹp nhất, đó là văn hóa truyền thống đạo đức của tổ tiên xưa giờ của mình, thì quý vị chấp nhận cho con cháu làm bàn thờ. Nhưng mà cái quan trọng là một đám tang không phải rườm rà mà thật đơn giản. Rải tro cũng không sao hết, nhưng mà cái bàn thờ tổ tiên nên giữ, để con cháu còn có cái hướng để trở về. Nếu không có một cái đó đặt đó thì coi như là mất phương hướng. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa xin thí dụ nha. Ở Việt Nam mình á, nhà nào mà có đám tang á, thường ta hay treo một cái lá cờ trắng có cái chữ thập màu đỏ. Ai đi ngang thấy nhà nào treo cái đó đó là biết nhà đó có tang. Ở trong cái nghi thức cúng cô hồn mà chẩn tế đó, có một cái lễ gọi là lễ thượng phan. Thượng phan là dương một cái lá phướng rất là cao ở trước cửa chùa trong 3 ngày cúng đó. Mà trong cái biến, trong cái đó ghi gì biết không? Hồi xưa người ta kêu là cái phướng, bây giờ người ta kêu là cái announcement, cái thông báo. Hôm nay ở đây có tổ chức trai đàn chẩn tế cúng thí cô hồn cho tất cả các loài cô hồn chết dưới nước, chết trên bờ, gọi là thủy lục. Lục là trên bờ, thủy là dưới nước. Thủy lục trai đàn bình đẳng giải oan. Thí dụ vậy đó, nghĩa là tất cả những người chết bất cứ hình thức oan ức nào, bị giết nè, bị sát hại, bị phá thai, vân vân, tất cả những hình thức chết đều là chết oan ức. Đang đi bị người ta đụng xe, vân vân, thì những người đó bị như trở thành một cô hồn không nơi nương tựa. Hôm nay nơi này sẽ có đàn tràng cúng tế cho quý vị. Cho nên trương cái lá phướng đó lên, ghi tất cả những cái chữ đó để làm chi? Mình thuộc cái cấp nào trong cái cách chết đó thì hãy về đây mà nghe kinh mà thọ hưởng. Vậy thì cái lá phướng đó là gì? Là biểu tượng hướng lên, dương lên để cho mọi người nương vô đó mà trở về. Thì cái bàn thờ cũng vậy. Bây giờ sẵn đây Pháp Hòa xin thưa đại chúng, tượng Phật này không có Phật ngồi trong. Phật không có ngồi trong tượng đó. Mình hùng tiện lại làm ra ngày mà. Như tượng Phật không cho mình được phước, nhưng mà tượng Phật là biểu tượng, là cái hướng để mình tạo phước. Hai cái nói khác, Phật không cho, nhưng mà biểu cái tượng này có khả năng giúp mình tạo phước, bởi vì mình sanh tâm cung kính cúi đầu. Một cái giây phút sanh tâm cung kính hứa cúi đầu là giây phút đó chúng ta có phước. Cho một cái ông đông ác ôn lắm, mình xá chào ổng, ổng có phước gì đâu mà mình xá, đúng, ổng không cho mình phước. Nhưng ổng đứng đó là một con người
Mình chào được ổng, mình sanh phước. Phước là phước cung kính một con người. Còn ổng tốt, ổng xấu không phải chuyện của mình nói. Hai cái nó khác, mình không cần ca ngợi ổng, mình không cần tán dương ổng, nhưng thủy chung ổng là một con người thì chúng ta chào. Tuổi đời ổng lớn hơn mình cúi đầu xá ổng, chào ổng có phước. Ổng không cho mình phước, nhưng ổng giúp cho mình tạo phước. Bức tượng không ban phước cho mình, nhưng mà tượng giúp cho mình sanh phước, tạo phước. Thì bàn thờ cũng vậy. Quý vị muốn rải tro cũng được, nhưng bàn thờ giữ cũng tốt. Mình muốn không thờ cũng không sao hết, không muốn làm phiền con. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng cái đó để biểu lộ giúp cho con cháu có biểu tượng để trở về, thì điều đó mình nên làm. Con nghe thầy giảng pháp nhiều năm nay, bất cứ khi nào có thể nghe ngày và mỗi đêm, con xin nguyện ráng làm điều lành, ráng giữ tâm ý trong sạch. Con cố gắng mỗi ngày như vậy thì phước đức nếu có được đó có chuyển cho cha mẹ và con của con không? Tùy theo tâm mình hồi hướng thôi. Ví dụ như quý vị đi làm về, quý vị bỏ vô account, thì mình muốn chi phí gì mình chi, muốn cho ai mình cho. Quan trọng là cái phước mình tạo có đúng phước không. Thật sự là mình có phước rồi thì mình hồi hướng cho ai cũng được. Nhưng mà trước khi mình hướng, mình phải hồi. Hồi hướng hai chữ đó. Hướng là mình hướng về người ta, hồi là mình quay trở lại. Trước khi muốn cho ai, mình phải hồi lại mình. Coi cái này nó nhiêu mà hồi. Trước khi mình hướng. Ví dụ như mình mời người ta ăn mỏng kêu không để ý nồi cơm. Ta ngồi xuống đó cái dở ra nồi cơm còn có một chén. Trước khi muốn mời cơm phải chạy vô coi nồi cơm cái là hồi. À cơm còn dư, đủ ăn chạy ra mời. Vậy là kêu hồi hướng. Ông đó ông tới nhà người ta chơi, cái người ta mời ông ăn cơm, cái ông ăn. Ông ăn, cái ông ăn hết chén cơm, cái ông thấy sao chủ nhân không có kêu bới chén nữa. Cái ông mới nói trời ơi hồi nãy tôi đi ra đằng sau giường, tôi thấy nha cây cam nhà anh á, trái nào trái nấy sao mà nó to, nó đẹp, bự như cái chén này. Ông đưa chén không ra. Ông chủ nhà ông nói ôi chà, nhà tôi trái cam này nó còn nhỏ anh. Ông anh tôi á, ông trồng cam mà trái nào trái nấy nó bự như cái nồi này nè. Ông đưa nguyên nồi không ra. Ông kia quê cất chén cơm luôn. Tại sao tượng Quan Âm hay thờ ở trước chùa? Tại vì chùa có chỗ. Thờ trước cũng hỏi, thờ sau cũng thắc mắc. Thưa đại chúng, là tại sao chúng ta thờ Đức Quan Âm ở trước cửa chùa? Đây là một cái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Bởi vì theo Phật giáo Việt Nam luôn luôn biểu tượng và đề cao tinh thần từ bi nhẫn nhục. Đức Quan Âm biểu tượng của cứu khổ, cho nên thay thờ ngài trước cửa chùa để nói lên rằng cửa Phật từ bi. Cửa Phật từ bi cho nên thờ trước cửa đó. Từ bi là Đức Quan Âm. Thờ ở trước cửa chùa là nói lên đến cái tinh thần của Đạo Phật là cửa Phật từ bi. Và vì cửa Phật từ bi cho nên cứu độ hay là giúp đỡ những tâm hồn khổ đau. Chữ cứu độ không có nghĩa là vô rồi ban phép một cái là hết khổ nha. Mà mình vào đây để mình được thừa hưởng những cái giáo pháp chuyển khổ. Bên cạnh đó, Đức Quan Âm còn biểu tượng cho nhẫn nhục. Cho nên tay ngài cầm cái bình nước và cây dương liễu. Cây dương liễu là một loài cây mềm mỏng, không có gãy. Bởi vì nó không cứng cho nên gió thổi nó không gãy mà nó đi theo cái chiều gió thổi. Ví dụ như gió thổi tay phải nó theo tay phải, thổi tay trái theo tay trái. Nhưng hết gió thì nó dừng lại cái vị trí của nó. Chúng ta sống ở đời cũng phải mang một cái tinh thần uyển chuyển. Chúng ta biết tùy thuận mọi pháp, nhưng mà cuối cùng xong mọi việc thì chúng ta trở về được vị trí của mình. Quý vị hiểu ý vậy đó. Uyển chuyển tùy duyên,
nhẫn nhục nhu hòa, từ bi, cứu khổ. Đó là những cái hạnh nguyện của một người đệ tử Phật. Cho nên Phật giáo Việt Nam thờ Đức Quan Âm trước cửa chùa. Anh đi ngang trước khi vô lễ Phật, anh xá Đức Quan Âm cái. Anh đem cái năng lượng nhẫn nhục, từ bi, chịu đựng trước khi vào công quả. Tại vì ở nơi công quả, anh đổ công ra rất nhiều, nhưng mà cuối cùng anh mang về quả gì? Quả đạn, quả bom, hay là kết quả của sự tu tập chuyển hóa. Ngược lại, ở chùa Trung Quốc thì không để Đức Quan Âm, nhưng mà chùa Trung Quốc bước vào thì gặp Bồ Tát Di Lặc ngồi cười hỷ hạ trước cửa chùa, để biểu tượng rằng anh sắp sửa bước vào cánh cửa này, thì trước hết và việc đầu tiên anh nên có lòng hoan hỷ. Hoan hỷ là niềm vui. Cho nên sau lưng ngài Di Lặc Bồ Tát để tượng hộ pháp, anh hoan hỷ anh mới hộ pháp được. Nói cách khác, anh có niềm vui anh mới phụng sự lâu dài. Anh không có niềm vui thì phụng sự của anh sẽ tùy theo cái vui buồn của anh mà nó còn nó mất. Còn nếu anh có niềm vui rồi thì phụng sự không ngừng nghỉ. Đó là ý nghĩa thờ Quan Âm hay là Di Lặc trước cửa chùa. Tại sao đa số chùa không thờ tượng Phật A Di Đà? Dạ không phải đa số đâu, cũng phần. Thưa đại chúng, Đức Phật mà chúng ta thờ căn bản nhất đó là Đức Phật Thích Ca. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ của cõi Ta Bà của chúng ta đây. Nói theo lịch sử, ngài là người khai sáng ra đạo Phật ở trái đất của chúng ta đang sinh sống. Cho nên nếu cái điều căn bản nhất là chúng ta thờ tượng Phật Thích Ca. Còn tất cả Phật Bồ Tát khác thì tùy theo mỗi hoàn cảnh hay là pháp tu của mỗi chùa mà thờ thêm. Ví dụ chùa đó chuyên tu tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh thì thờ Phật Di Đà. Ở chùa đó ta thờ để mà cầu siêu cho người mất, ta thờ thêm ngày Địa Tạng. Vậy thôi, chứ không phải là có lý do gì. Căn bản nhất là chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca. Cho nên Phật tử tại gia cũng vậy, Pháp Hòa hãy khuyến khích đó. Nếu quý vị nào không có hoàn cảnh thờ Phật nhiều, quý vị chỉ cần thờ một trong hai hoặc là hai. Phật Thích Ca là một, biểu tượng cho vị thầy cõi đời này. Thứ hai là thêm Đức Quan Âm Bồ Tát, vì theo tín ngưỡng của Á Đông mình là ngài cứu khổ cho mình. Thí dụ vậy đó, cho nên thêm nữa là Đức Quan Âm. Còn nếu không có, một tượng Đức Phật Thích Ca cũng được, hoặc là một tượng Đức Quan Âm cũng được. Vì một là biểu tượng cho tất cả, chứ không phải thờ bao nhiêu mới đủ. Bởi vì đức tánh trên thế gian này nhiều lắm. Chúng ta thờ mỗi vị, mỗi bức tượng là mỗi một cái đức tánh. Thí dụ như Địa Tạng là đại nguyện, Quan Âm là đại bi, Thế Chí là đại lực, Văn Thù là đại trí, Phổ Hiền là đại hạnh. Cho nên mình thờ các vị Bồ Tát, mỗi vị biểu tượng một cái hạnh tu. Nhưng mà một vị cũng đã đủ rồi. Chờ còn nói là không thờ không phải là có thể một là chùa đó người ta tu thiền, ta không phải tu tịnh độ. Hai là do dù người hoặc là chùa đó thiền tịnh xong tu nhưng mà không có chỗ. Thứ ba nữa là người ta quan niệm một là tượng trưng cho tất cả thì cũng không phải có đủ hết các tượng mới được. Hoặc vì không có chỗ thì người ta cũng không thể bày ra nhiều được. À, vân vân. Cho nên không có một cái luật lệ nào, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi chùa hoặc là pháp tu mà chúng ta có thêm những bức tượng Phật thôi. Còn căn bản nhất là chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca. Bởi vì ngài là ở cõi đời của chúng ta, người khai sáng ra đạo Phật. Hay nói hay hơn là tất cả những vị Phật Bồ Tát khác chúng ta biết được là do nhờ Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Không có Phật Thích Ca thì mình chẳng biết vị kia ở đâu hết. Phật Di Đà, Dược Sư, Địa Tạng vân vân, toàn là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu không.
Thôi câu hỏi cuối ha. Bạch thầy, cho con xin hỏi, theo sự nhìn thấy hạn hẹp của con, các khóa tu học Phật Pháp, các nơi quý thầy thuyết pháp giảng dạy, các nơi từ thiện, các nơi làm công quả vân vân, đều là người nữ nhiều hơn người nam, mà tại sao chức năng của người nam trong đạo Pháp nhiều hơn người nữ? Có phải là người nữ trí thức kém, hiểu biết chậm, vân vân? Bữa nay qua vụ này nữa ha. Thưa đại chúng, quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là tại sao các nơi xuất hiện phần lớn là người nữ, nhưng mà khi đi vào công việc á, thì cái chức năng của người nam nhiều hơn. Bây giờ Pháp Hòa nói cái này á, là nói theo cái bình thường trong cuộc sống, chứ không phải là mình có tâm kỳ thị. Thường thường á, người nữ á, tâm rất là dễ phát, dễ phát tâm lắm, nhưng mà trụ tâm rất khó. Thí dụ như người nam, người ta muốn làm gì ta cũng suy nghĩ kỹ người ta mới làm. Ít khi nào người ta phát biểu một cái điều gì đó mà nó ngay chỗ đó mà người ta chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Người nữ thì hay nhanh nhẩu cái đó hơn. Ví dụ như người ta hỏi chị cho em mượn tiền hay tôi khang khổ gì, thì thường cái người suy nghĩ kỹ là người ta biết ta có tiền, nhưng ta phải về người ta suy nghĩ coi người ta còn những công việc gì nữa, rồi ta có thể cho mượn bao nhiêu, rồi ta dò la người này từ từ rồi mới quyết định. Không sao đâu em, chị có để chị đưa. Mình hứa rất là vội, nhưng tới hồi về nhà điều tra ra thấy cô này chuyên môn lường gạt cái phôi, chị xin lỗi em chịu giúp được, dễ cho làm cho ta giận không? Tức là mình dễ sanh, mình dễ phát tâm. Đó là chưa nói cái trường hợp là mình phát tâm nhưng mà giận hờn bỏ cuộc nửa chừng nữa. Tới hồi phát tâm là rần rần dữ lắm, nhưng mà giận cũng rần rần dữ lắm. Tại vì khi đi vô rồi một cái tập thể làm việc là hờn giận, trách móc rồi buông xả. Người nam thì ít. Người nam thì không phải, đây là Pháp Hòa nói không có phải kỳ thị, nhưng mình nói bản tính, cái bản chất của mỗi người. Cộng thêm á, người nữ khi có lãnh một trách nhiệm, một cái công việc gì mà nó có tính cách quan trọng, thì thường hay lớn tiếng hơn, hay có những cái biểu lộ là xin lỗi mình tạm dùng sám hối đại chúng là ta đây hơn. Đây là Pháp Hòa nói theo cái bình thường đó. Thường thường mình là ở cái chức vụ gì nhiều mình phải khiêm cung, nhưng mà người nữ thì hay có cái tính kia. Hễ mà ở chỗ nào mình có chức quyền chút là bắt đầu mình hay lớn tiếng. Cho nên nhiều lúc người ta đến chùa người ta cũng hay phiền hà, ví dụ bếp núc. Tại tay vô ta xin này cũng bị la, ta hỏi kia bị nạt đó. Đôi khi người ta cũng buồn. Cho nên ở đây không có phải là mình kỳ thị, nhưng mà mình tùy việc, tùy người mà giao việc, chứ không có kỳ thị. Tùy người mà giao việc. Nếu người đó có khả năng này, mình giao khả năng này. Thường thường á, người nam á, ít có cái chuyện gọi là ngồi lê đôi mắt, hay là ngồi nói chuyện bàn thảo, chứ không có học tới học lui chuyện của ai. Nhưng mà bản chất của người nữ thì nó khác. Đôi khi cũng dễ làm người khác buồn lòng. Thậm chí ở trong những vai trò lãnh đạo, đôi lúc người ta thích làm việc với các nam hơn là các nữ. Tại vì người nam dù gì cái tính tình cũng dễ dãi hơn, dễ xí xóa, dễ cho qua. Còn người nữ thì hơi chi tiết, bắt khoan nhặn chút. Cho nên cái vấn đề ở đây không kỳ thị, mà vì có những cái vấn đề như vậy, cho nên ở những nơi mà cái gì quan trọng thì đa phần là người nam ở một cái, ở cái thế lãnh đạo. Còn nếu mình nói về nghiệp lực thì xưa giờ người nữ luôn luôn là ở một cái trạng thái là gì, núp bóng một cái đấng trượng phu, nương tựa vào một đấng khác. Cho nên mình ở cái thế đó
thì tự nhiên nó thấy được cái đẹp của người nữ là thùy mị và nương tựa. Nói vậy thôi. Pháp Hòa ví dụ như bà Võ Tắc Thiên đi. Bà là một nữ hoàng đế, bà có quyền uy ở trên cung vàng điện ngọc đó. Nhưng khi bà trở về sau hậu cung, bà vẫn muốn làm một người vợ, một người mẹ bình thường. Chứ bà không thể nào đứng ở trước công quần chúng như thế mà về nhà bà cũng nói chuyện với chồng bà khanh lấy cái này cho trẫm. Thì về nhà thì bà cũng muốn chồng bà gọi bằng bà một cái từ của một người vợ dễ thương. Cho nên ở trong danh từ Việt Nam, khi mà mình muốn biểu lộ một người vợ hiền, mà hiền thục, mà có cái tài năng, mình gọi là hiền nội. Hiền nội. Thí dụ như người ta viết cuốn sách xong, người ta nói quyển sách này tôi muốn ghi nhận sự giúp đỡ của hiền nội, là người ta biết ông này nói vợ ông đó. Rồi thậm chí ổng á mới là người kêu vợ ổng là hiền thê, chứ mình không có được gọi. Nói đây là hiền thê của anh này. Hiền thê là cái tiếng để ổng gọi vợ ổng. Còn nếu mình muốn giới thiệu là đây là cái gì đó, bà xã hay là phu nhân gì đó tùy mình, nhưng mà cái chữ hiền thê là chính đương sự gọi vợ mình. Cho nên người nữ không phải là trí thức kém, không phải là trí thức kém, nhưng mà dễ có những cái nghiệp sau lưng đó, sau một cái chức vụ gì đó. Mà để ý coi cái việc gì mà không thích là phải nói hoài. Có nhiều người có một cái nghiệp nói hoài không có buông. Còn nhiều khi người nam nó khác, xong việc rồi là người ta nói lần rồi có thể là xong, ta không có nhắc đi nhắc lại. Mà ngược lại, nếu một người nam nào mà tánh tình vậy đó thì ta nói sao? Ta hơi nghi ngờ. Bởi vì người ta trong đầu người ta expect là người nam là không có tánh đó. Cho nên á, thưa đại chúng, có những người nữ nha, nhưng mà người ta gọi là tánh của trượng phu. Cho nên cái chữ trượng phu cũng không phải để dành cho một người nam lực lưỡng. Trượng phu là để biểu lộ một người có tánh tình, sống mà không cố chấp, sống biết vị tha, hỷ xả. Chứ không phải là những người cố chấp, không phải là những người gọi là to con lực lưỡng để gọi là trượng phu. Câu hỏi cuối cùng. Con có người chị ngồi thiền, trùm khăn che từ đầu và hết mình, trông thấy rất ghê sợ. Vậy thiền như vậy có đúng không? Em không biết có đúng không, nhưng mà cái thiền này không phải là thiền của đạo Phật. Vậy thôi. Mình không có quyền và cũng không dám nói ai đúng ai sai. Nhưng mà mình có quyền xác định cái này của mình hay là cái này không phải của mình. Nếu quý vị nào muốn tu thiền theo đạo Phật thì không có cái này. Còn nếu quý vị tu theo cái này thì không nên gọi cái này là thiền của Phật giáo, vì Phật giáo không có cái này. Vậy thôi, mình không dám nói ai đúng sai gì cả. Cũng còn một vài câu hỏi nhưng mà dài quá mà mình cũng hết giờ. Thôi xin quý vị hoan hỷ cho Pháp Hòa được dừng ngang đây, bởi vì cũng gần 2 tiếng rồi. Quý vị ngồi lâu cũng mệt, đứng lâu cũng mỏi và lạnh. Hôm nay có khoảng gần 100 người xin quy y Tam Bảo. Đây là cái cuốn sổ quy y. Quý vị nào đã quy y thì sẽ nhận một quyển sổ này. Trong này có tên thật của mình và pháp danh của mình, để nhắc nhở mình tu tập. Rồi bây giờ chúng ta xin hồi hướng, xin đại chúng chắp tay. Một lần nữa xin đại diện cho toàn thể đại chúng thành kính tri ân sư cô trụ trì.
đã tạo duyên cho tất cả chúng ta trong buổi tối hôm nay. Và nhờ vậy mà chúng ta có được cái thời gian để sinh hoạt với nhau như thế này. Chúc nguyện cho đại chúng những ngày cuối năm thật bình an và bước sang năm mới 2020 thật nhiều hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo.